Sài Gòn cái gì? 10 tấn thôi các bạn ạ. Vừa đây mình tắm nó xong ấy, nó cái này nó xả quá, nó của mình luôn. Mới tắm xong nó ghét quá, nó sợ, nó cứ chui đây. Giặt đấy, giặt đấy, cắn thì sạc giặt đấy. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Nó sẽ đi chơi đấy các bạn. Để đi nghịch rồi đấy.